giấy ép ấy ạ. Giấy ép thì chưa làm bao giờ. Bác sẽ làm gỗ ép. Ôi chết rồi, đang mải nói chuyện. Làm gỗ ép bác nhá. Vâng vâng vâng. Vâng, gỗ ép bác nhá, nó bền, nó không bị đổ vỡ. Quay luôn tống tiền luôn. đang quay bác ạ. Bác vào website bác xem đi, trong đấy có hướng dẫn đấy bác nhá. Bác cứ làm theo đúng như những cái hướng dẫn ở trên website ấy. Vâng. Không không bác ạ. Vâng vâng vâng. Khi nào mà bác mua chúng mua đi xem hướng dẫn cho bác cách làm chuồng sau cũng được bác ạ. Làm mấy cái đấy thì tùy vào nó đổ vỡ hoặc là nó mục ấy, nhanh mục có làm gì bác. Làm cái đấy cũng được đâu, giấy ép nó mềm lắm, không làm được. Mình làm thùng nhưng không phải là mình để giấy ép, người ta chỉ để đấy chỉ là để làm cái gì kê thôi. Cứng như bây giờ, ví dụ bác làm được cái thùng của nó phải cứng, thì vững, nó không bị đổ thì bác làm. Nếu mà những cái đấy mà làm thùng mà nó không đẹp thì bác không làm được ạ. Khung sắt bắn vào ấy ạ. Vâng, tùy bác, làm khung sắt thì nó cũng hơi tốn bác nhá. Vâng, đang phải nói chuyện với khách hàng. Không ảnh hưởng gì bác ạ, cái đấy cũng được, nó là bìa mà. Vâng vâng vâng. Cái đấy thì bác phải nghiên cứu xem rồi, vì gì chưa có va vấp cái đấy bao giờ bác ạ. Vâng vâng bác nhá. Đây quay chú đây. Đi đâu đây?